Thưa quý vị, dịp cuối tuần tại không gian nghệ thuật V-Aspect Hà Nội đã vừa khai mạc triển lãm tranh Atunity gây quỹ và quyên góp từ thiện. Hơn 100 tác phẩm hội họa, nghệ thuật của các họa sĩ trên khắp địa bàn thành phố Hà Nội được giới thiệu trong triển lãm với mong muốn tạo ra những ảnh hưởng tích cực đến xã hội thông qua từng tác phẩm nghệ thuật. Đặc biệt, nhiều tác phẩm được trưng bày tại đây là sáng tác của các em học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông trên địa bàn thủ đô. Dưới góc nhìn của các em, mỗi tác phẩm mang một nét riêng, ấn tượng đầy màu sắc. Triển lãm không chỉ là cơ hội thúc đẩy đam mê sáng tạo, khát khao sáng tác của các bạn trẻ, mà còn là cơ hội để kết nối với các nghệ sĩ chuyên nghiệp. Thì qua góc nhìn của em thì các bạn học sinh gặp một cái khó khăn trong việc mà tiếp cận với cả nghệ thuật, những cái kiến thức liên quan đến cả kiến thức chuyên sâu trong ngành, cũng như là những được sự ủng hộ từ gia đình cũng như là phía nhà trường. Nhưng mà em muốn tạo cái cơ hội cho các bạn có thể thể hiện bản thân cũng như là thể hiện hết cái khả năng của các bạn. Hơn thế, triển lãm còn là cách để các bạn trẻ đam mê hội họa tại đây kết nối cộng đồng thông qua hoạt động bán tranh gây quỹ và quyên góp từ thiện. 5 tác phẩm của các em học sinh và họa sĩ chuyên nghiệp đã được bán đấu giá ngay sau lễ khai mạc. Sau phiên đấu giá, 30 triệu đồng đã được trao cho quỹ thiện nhân và những người bạn nhằm hỗ trợ chi phí điều trị và phẫu thuật cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt. Khi bước vào một cái không gian này thì thực sự cái cảm xúc đầu tiên của tôi đấy là cảm động. Cảm động vì nhìn thấy một thế hệ trẻ tài năng và các em lớn với một trái tim rất là nhân ái. Nên là nhìn cái không gian với các bức tranh, bởi các nét vẽ của các em học sinh thì thực sự rất cảm động. Dự kiến triển lãm gây quỹ và quyên góp từ thiện như thế này sẽ được tổ chức hàng năm nhằm giúp các bạn học sinh trên địa bàn Hà Nội phát triển sở thích cá nhân, lan tỏa trách nhiệm vì cộng đồng.